Mỗi người, mỗi gia đình đều có những cái nỗi khổ riêng, không ai hoàn toàn sướng đâu bạn ạ. Người có mặc dù rất nhiều người giàu có tiền nhưng mà cũng không sướng. Có những người có tiền thì lại khổ về con, có những người khổ về chồng, có những người thì khổ về gia đình. Muôn vàn, đời là bể khổ mà bạn. Tóm lại chúng ta phải tìm cách chúng ta thích ứng nó thôi. Nhưng mà một người mà chịu đựng 18 năm nay, có thể bạn lại là một tấm gương mẫu mực cho những đứa con của bạn noi theo. Có thể bạn khổ về đường chồng, nhưng mà con của bạn nó sẽ học giỏi, sau này nó sẽ thành đạt. Ba mẹ chồng rất yêu thương bạn, bố mẹ mình cũng rất yêu thương bạn, bà con hàng xóm cũng rất yêu thương mình. Mặc dù một người chồng của mình coi là một người chồng rất là tệ, thế nhưng mà mình đã vẫn chịu thương, chịu khó, mình làm đụng, mình nuôi con các cái. Tất cả mọi người đều khen bạn, nếu bạn thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời như là bạn nói. Thì bạn thân mến, thì bạn có thấy rằng là rất nhiều người ở ngoài kia họ không có chồng để mà được phục vụ, để mà chăm sóc cho một mái ấm gia đình. Mình có chồng là hơn rất nhiều người ở ngoài kia rồi, mình có một cái gia đình vui vẻ hạnh phúc. Thế là theo ý của bạn thì có thể là nó không hạnh phúc, nhưng mà dù sao cũng hơn rất nhiều người ngoài kia không có chồng, hoặc là có chồng cũng không được bằng chồng của bạn hạn. Thế thôi, mình cứ nhận cái là phải bằng lòng bạn ạ. Trong cuộc đời có rất nhiều cái bằng, nhưng mà chúng ta có một cái bằng lòng là tốt rồi. Có người thì khổ về đường bệnh tật, nhưng mà bạn, nếu mà bạn đã khổ về đường chồng con như thế, bạn là một người nhanh nhẹn, tháo vát, chịu khó, luôn luôn khỏe mạnh và không ốm đau bệnh tật chẳng hạn, thế đó là cái phước báo của mình rồi, đúng không? Mỗi người có, mình khổ về đường chồng con thì mình không khổ về đường chồng, thì mình không khổ về đường con, mình không khổ về đường sức khỏe, đúng không? Đấy là cái mình cứ cố gắng đi, bạn cứ mở lòng ra rồi chồng bạn sẽ hiểu bạn mà thôi. Đi đâu không ai bằng vợ mình. Tự nhiên anh ta đi chơi một ngày nào đó, tự nhiên anh về anh thấy vợ đang lam lũ làm việc, hoặc là có thể một chẳng may bạn bị ốm bạn nằm viện 3 ngày thôi, thiếu người vợ cái, thì người chồng người ta chợt nhận ra rằng là không ai bằng vợ mình. Vợ mình quá tuyệt vời, đảm đang. Có thể người ta nói rằng là đàn ông phụ nữ, đàn ông thì nông cạn như cái giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơ động trầu. Đôi khi đàn ông người ta không nói ra, nhưng người ta rất hiểu sự đời đấy bạn ạ. Rồi một ngày chồng bạn sẽ nhận ra, vợ chồng bạn sẽ vỡ òa trong yêu thương hạnh phúc. Cảm ơn bạn cũng như quý khán giả rất là nhiều.